Ai là người tổ chức lễ Giáng sinh đầu tiên tại Việt Nam? Lễ Giáng sinh được tổ chức lần đầu tại Việt Nam năm 1643. Lúc này, đạo Thiên Chúa bị cấm đoán, hàng giáo sĩ bị trục xuất hoặc truy lùng gắt gao. Người can đảm đứng ra tổ chức lại là một phụ nữ. Bà là Maria Magdalena Minh Đức Vương Thái Phi, vợ Chúa Nguyễn Hoàng, mẹ của Hoàng tử Nguyễn Phúc Khê. Bà gia nhập đạo Công giáo khi đã 50 tuổi và đã cho xây dựng nhà mình thành một ngôi nhà thờ, tổ chức thờ phụng, thiết lập hang đá. Không chỉ con cháu mà lương dân ở khắp vùng lân cận kéo đến viếng thăm, kể cả tổng trấn Nguyễn Phúc Khê. Nhưng sau này Chúa Nguyễn Phúc Lan không bằng lòng, Khê đã hy sinh chữ hiếu, triệt phá nhà thờ, bà Vương Phi bỏ nhà đi, phải khuyên nhủ mãi mới quay về. Trong quốc sự bà không được nhắc nhở tới, nhưng trong giáo sự bà có địa vị lớn vì đã dùng uy tín của mình để nâng đỡ giáo hội khi gặp khó khăn. Bà qua đời năm 1649, thủ tiết 36 năm, trong đó có 24 năm giảng đạo. Hiện mộ phần của bà không rõ ở đâu.